Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi, King Peace cũng đã có được bản update 10 rồi anh em ơi. Trời má, người đợi già cổ cuối cùng cũng có. Ok, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review tất cả các đảo được làm lại ở trong bản update King Peace nhá. Thì ok, trước khi vào video thì mình sẽ cho anh em biết được tất cả những thứ thay đổi ở trong bản update 10 này. Rồi ok, đây là danh sách tất cả những thứ được thay đổi ở trong bản update 10 lần này nhá. Vì mình sẽ không có thời gian để nói hết toàn bộ, cho nên là mình sẽ để bản dịch ở ngay bên cạnh nhá. Anh em nào mà muốn đọc kỹ hơn thì hãy dừng video lại để xem nhá. Được rồi, bây giờ mình sẽ vào game và review cho anh em xem nhá. Rồi ok, mình đã vào game rồi đây. Uầy, thực sự là hiện giờ game đang rất là lag anh em ạ. Cái chữ HD ở trên thanh này là gì ý nhỉ? Có vẻ như là đây là một cái bảng lệnh dành cho người chơi và admin anh em ạ. Ui nhiều lệnh thế. Thả admin cho ít lệnh thôi chứ cho nhiều lệnh này chắc là đọc muốn lòi con mắt ra. Và thực sự từ nãy giờ mình đọc thì mình cũng chả hiểu cái gì cả. Để xem có con gì nữa không nhỉ. À đây là info của người chơi này. Có vẻ như ngoài ra admin còn cho phép người chơi chúng ta report bug ngay tại chỗ anh em ạ. Ok khá là hay. Có vẻ như đây là 5 lệnh đặc biệt mà admin cho người chơi chúng ta sử dụng khi mà chúng ta dùng Robux để mua đấy. Nhưng mà mua về giá 399 Robux. Wow, khá là chua. Còn đây là phần lệnh của admin này anh em. Mình cũng không ấn vào được. Ok, ngoài ra thì admin cũng đã sửa lại cái Gepo nha anh em. Bây giờ chúng ta cũng không thể nào lướt được nữa. Nếu như anh em nào chơi One Piece Awakening á, thì cái Gepo này giống hệt Gepo ở trong game đấy luôn. Kể cả về hiệu âm thanh luôn. Nhưng mà mình thấy Gepo ở bên King Peace thua xa so với One Piece Awakening. Khi mà anh em sử dụng Gepo ở bên One Piece Awakening ý, thì anh em có thể sử dụng liên tục được. Nhưng mà ở bên King Peace thì anh em sẽ có độ trễ. Nghĩa là sau khi sử dụng Gepo lần đầu tiên, anh em sẽ phải đợi từ khoảng 1 đến 1,5 giây thì anh em mới có thể sử dụng Gepo lần thứ 2 được. Cứ thế lần thứ 3, lần thứ 4 thôi. Nếu như anh em nghĩ trễ khoảng từ 1 đến 1,5 giây là không sao cả, nhưng mà anh em lầm rồi. Anh em cứ thử vào game mà xem, cực kỳ khó chịu luôn. À mà admin cũng đã sửa lại cái hiệu ứng chết rồi nha anh em. Đây, để mình ra đây mình test cho anh em thấy luôn. Đó, đó chính là hiệu ứng chết mới. Thay vì các bộ phận bị bắn tung tóe như trước kia thì bây giờ admin đã sửa lại cho xác của chúng ta biến mất. Nhìn cũng khá là đẹp đấy anh em ạ. Ngoài ra với cái hiệu ứng khi chết này thì chúng ta cũng có thể giảm lag được phần nào. Ok, thì nói chung là hòn đảo tân thủ cũng không có gì thay đổi nhiều. Chỉ là hòn đảo được mở rộng ra và các bãi quái được phân chia rõ ràng hơn thôi. Rồi, để mình mua thuyền đi sang các đảo khác để xem cái hiệu ứng của thuyền nó có khác gì không nha. Nhìn về bề ngoài của con thuyền vẫn như thế, chả khác gì cả. À đây, admin có thêm cả một cái thanh tốc độ vào này. Rồi, để mình thử xem có hiệu ứng gì mới không nhá. À, khi mà chúng ta rẽ thì thuyền sẽ bị nghiêng này. Nhưng mà nhìn cho nó hơi dị nhỉ, giống kiểu xe mô tô ấy. À đây, ngoài ra ở phía đầu thuyền còn có cả hiệu ứng sóng bị rẽ sang này. Nhìn khá là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đến nhà hàng trên biển để xem nó có thay đổi gì không nhá. Nhìn có vẻ không có thay đổi gì mấy anh em ạ. Để xem admin sửa mấy cái lỗ hổng ở trên đảo chưa. Vẫn còn kìa anh em, vậy là admin vẫn chưa sửa rồi. Cái hòn đảo này chả khác cũ là mấy, chỉ khác mỗi mấy cái buồm thôi. Ok, bây giờ là mình sẽ sang đảo tuyết nhá. Rồi đây, mình đã đến đảo tuyết rồi. Wow, đảo sửa lại nhìn trông đẹp rồi đấy. Mình thấy hòn đảo này thay đổi nhiều nhất ở cách sắp xếp mấy cái ngôi nhà, cùng với cả hình ảnh của ba cái cột đá kia kìa. À quên, ngoài ra là cả cách sắp xếp mấy con boss nó cũng khác nữa. Ok, để mình đi một vòng xem nó có gì khác không nhá. À đây, bây giờ là cái set spawn nó sẽ ở đây này. Vị trí của mấy con NPC nó cũng khác kìa anh em. À đây, bây giờ ở mỗi đảo nó cũng có một cái bản đồ hướng dẫn như thế này này. Rồi, bây giờ cái mà mình quan tâm nhất đó chính là cái ông Rayleigh bán Gear 4 đang ở đâu. Wow, mấy khối tuyết nhìn đẹp rồi đấy. À mà cái chỗ bán Gear 4 cũ ở đằng sau cũng đã bị xóa bỏ rồi nha anh em. Rồi, bây giờ là mình sẽ tìm cách thử leo lên trên mấy cột đá này xem có cái gì không. Chắc là ông Rayleigh bán Gear 4 đang ở trên đấy.
Rồi, vậy là con NPC Relay bán gear 4 là nó ở trên cái cột đá cao nhất nha anh em. Rồi, đúng con NPC bán gear 4 rồi. Ngoài ra hòn đảo này cũng không có bất cứ con NPC nào mới cả, cho nên là mình sẽ sang hòn đảo khác nha. Rồi đây, mình đã đến đảo Hải Quân rồi. Nào để xem đảo Hải Quân có gì mới không nào. Giá như bây giờ mình có trái Pika thì di chuyển sẽ rất là nhanh. Rồi, vậy là bây giờ con Boss Morgan đã được chuyển lên trên này này anh em. Nào mấy con NPC khác đâu nhỉ? Trèo tường vào luôn đi cho nhanh. Bây giờ là con Boss Morgan nó đã có một cái khu riêng dành cho nó rồi nha. Còn con NPC lấy nhiệm vụ thì ở ngay ngoài này. À đây, vậy là mấy con lính nhỏ nhỏ này nó đã được chuyển ra phía trước đảo rồi anh em. Còn con NPC lấy nhiệm vụ thì ở ngay phía bên này. Có vẻ như ngoài ra cũng không có bất cứ thứ gì thay đổi cả. À quên, để mình bay lên xem mấy cái cột màu xanh xanh kia có cái gì không. À, vì bây giờ là cái ghép bô được sửa lại cho nên là mình cũng rất là ngại khi mà bay lên anh em ạ. Ok, vậy là trên này cũng không có bất cứ thứ gì cả. Bây giờ mình sẽ sang hòn đảo tiếp theo luôn nhé. Rồi, và đây chính là hòn đảo của Hế Bất Ghi sau khi được làm lại. Nhìn hòn đảo này to hơn trước rất là nhiều anh em ạ. Rồi, để xem có gì thay đổi không nào. Kia có lẽ là con NPC nhận nhiệm vụ. Ôi anh em nhìn kìa. Mấy con hải tặc nhỏ nhỏ bây giờ là nó cách cực kỳ xa nhau luôn. Kiểu này những người mới chơi rất là khó farm. Ok, nhà của Hế Bất Ghi cũng không vào được luôn. Nào, để mình đi thử một vòng xung quanh đảo xem có con NPC nào ẩn không nhỉ. Vậy là sau khi đi một vòng xung quanh đảo thì mình cũng không tìm thấy bất cứ con NPC nào mới cả. Ok, bây giờ là mình sẽ sang hòn đảo tiếp theo luôn nhé. Rồi, và đây chính là hòn đảo của người cá A Long sau khi được làm lại. Cái đầu tiên mà mình thấy mới khi mà bước chân lên hòn đảo đó chính là người ta đã thêm một phần đất ở phía bên trái hòn đảo này anh em. Chắc là để mở rộng hòn đảo ra. Rồi, để mình leo lên trên này xem có gì mới không nhé. Rồi, vậy là ở phía đằng sau hòn đảo cũng không có gì mới cả, không có bất cứ con NPC nào ẩn cả. Ô, bây giờ con boss người cá A Long được chuyển qua bên này rồi này. Còn ở miếng đất bên kia hình như là chỗ set spawn. Đúng rồi, là chỗ set spawn anh em ạ. Rồi, và đây chính là con NPC nhận nhiệm vụ. Rồi, và mình thấy hòn đảo này chỉ có thay đổi về ngoại hình chứ không thay đổi về bất cứ thứ gì khác cả. Bây giờ mình sẽ sang ngay hòn đảo tiếp theo nhé. Rồi, và đây chính là hòn đảo Alabasta sau khi đã làm lại. Có nguyên một tòa lâu đài kìa. Wow. Rồi, bay vào ngay để xem có gì mới nào. Và bây giờ admin cũng đã làm lại hòn đảo giống y như trong truyện nha. Có cả cổng đông, cổng tây các thứ, tổng cộng là 4 cổng. Ở đây lại có một cái map nữa này, hình như là ở đảo nào cũng có map đúng không nhỉ? Rồi, và đây là con boss Mr. Không của chúng ta, đã được đổi tên thành King of Sand. Chắc là admin đổi tên vì lý do bản quyền. Ô, có con NPC này. À, đây là chỗ bán Picento mới nha. Để xem bên này có con nào khác không. Không có à? Vậy là cái chỗ bán Picento đã được chuyển lên ở phía trên lâu đài. Ô, bên trong lâu đài có cầu thang kìa anh em. Có cầu thang nhưng không vào được. Có vẻ như nó bị chặn ở đây mất rồi. Mình nghĩ cái chỗ này sẽ mở sau khi mà chúng ta đánh bại xong con Red Boss hoặc là làm xong một nhiệm vụ ẩn nào đấy. Có vẻ ngoài ra cũng không có gì khác cả. Rồi, mình sẽ sang hòn đảo tiếp theo luôn. Bây giờ mình đang ở ngay phía dưới hòn đảo trên trời. Có vẻ như admin đã thay đổi về cách lên đảo trên trời, là chúng ta sẽ không phải lên bằng cột nước nữa, mà chúng ta sẽ phải nhảy lên trên những đám mây này giống như trong Block Fruit. Ui, cuối cùng lên đến nơi. Cái ghép-pô này sửa lại thực sự là mình rất là khó chịu đấy. À, bây giờ ngoài con boss chúa trời ra thì admin cũng đã thêm một vài con quái nhỏ vào nữa kìa. Ok, vậy là ngoại hình của hòn đảo vẫn không thay đổi, ngoại trừ là việc biển trắng ở trên này đã bị loại bỏ. Ngoài ra thì ở đảo trên trời chúng ta cũng sẽ có một cái con NPC bán Kenhaki nhá. Giá nó vẫn là 1 MB thôi.
Còn ba con NPC kia là một con làm nhiệm vụ đánh chúa trời, một con làm nhiệm vụ đánh mấy con quái nhỏ và một con loại bỏ trái ác quỷ thôi. Ok, hòn đảo này cũng không có gì mới cả, ngoại trừ có thêm hai con NPC mới thôi. Và đây chính là một trong hai hòn đảo mới, đảo Fillerbath nha anh em. Cái cách phân bố quái của hòn đảo này nó rất là dị. Anh em vừa mới đặt chân lên hòn đảo thôi là đã có ngay một con boss cấp cao nhất chặn đầu rồi. Đây, và đây chính là hòn đảo Fillerbath của chúng ta, rất là to. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để xem có gì hay ở trong hòn đảo này nhé. Sau khi đi một vòng xung quanh đảo thì mình thấy hòn đảo này cũng không có gì lạ cả. Chỉ có hai con NPC cho nhiệm vụ thôi, và cũng không có bất cứ con NPC nào ẩn cả. Ok, thế thì là mình sẽ đi sang hòn đảo tiếp theo luôn nhé. Rồi, vậy là mình đã đến được hòn đảo mới, hòn đảo Enies Lobby. Wow, nhìn cái cổng kìa, rất là chi tiết và rất là đẹp. Ở ngay giữa cổng đó chính là cái chỗ set spawn nha. Ngoài ra ở phía trước đảo cũng rất là hẹp và cũng không có gì cả. Ok, cùng vào bên trong xem có gì nào. Và ở ngay phía bên phải của cổng vào chúng ta sẽ có một con NPC cho chúng ta nhiệm vụ đánh con người sói. Nhưng mà mình thấy cái cách phân bố mấy con NPC này nó rất là dị. Kiểu anh em phải chạy một quãng rất là xa từ chỗ nhận nhiệm vụ đến chỗ con boss, rất là mất thời gian. Đây là con NPC cho chúng ta nhiệm vụ đánh con hươu cao cổ. Đấy, như anh em có thể thấy, khoảng cách giữa con NPC và con boss thực sự rất là xa luôn. Đây, còn phía bên này là con boss Rope Lucy. Cái tháp kia là cái tháp gì nhỉ? Không biết nó có vào được không? Nhìn cái tháp này trông khá là đẹp nhưng mà không vào được anh em ạ. Và cũng không có bất cứ con NPC ẩn nào khác ở trên hòn đảo này. Ơi, thật sự là không vào được luôn. Ok, thế nên mình sẽ đến hòn đảo cuối cùng nhá, hòn đảo Sabaody. Ok, và đây chính là hòn đảo Sabaody của chúng ta khi được làm lại. Thì hòn đảo này mình thấy là nó được làm thấp hơn so với trước kia, ngoài ra nó cũng được làm nhỏ hơn nữa. Ở đây vẫn sẽ có hai con NPC cũ thôi. Ô, có con NPC ở trong góc kìa. Để xem đấy là con NPC gì. Ok, và đây chính là con NPC bán vũ khí của Sabo nha anh em. Thay vì phải đi ra tận cái chỗ bức tường kia thì bây giờ chúng ta có thể mua ở ngay gần đây rồi. Nào, để xem còn con NPC nào khác nữa không. Ô, còn một con NPC ở đây nữa này. Mình nghĩ con NPC này sẽ bán Busohaki, bởi vì là mới chỉ có Kenhaki thôi. Rồi, đúng rồi. Vậy là Busohaki sẽ được bán ở đảo Sabaody nha. Còn Kenhaki thì sẽ được bán ở đảo trên trời. Ok, vừa rồi mình đã review cho anh em hai hòn đảo mới và tất cả những hòn đảo cũ được làm lại. Nếu như anh em thích video này, đừng quên để lại một like và một subscribe nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.